mệt, chúng ta nhớ duy trì đều đặn mỗi ngày thì sức khỏe chúng ta sẽ lên dần. Trong kênh Vóc Dáng Hoàn Hảo chúng tôi có nhiều playlist, trong đó có rất nhiều loại bài tập. Phân ra bài tập bài nhạc 30 phút, bài nghiêng lường 10 phút, bài tập bụng 5-10 phút. Chúng ta sẽ kết hợp 3 bài tập này cùng lúc, như vậy hiệu quả của nó sẽ tăng lên rất là nhanh. Cùng với chế độ ăn uống của mình thì tôi tin rằng chúng ta giảm từ 3-10kg một tháng là điều có thể. Nếu quý vị chúng ta muốn được tư vấn về cân nặng, chiều cao cũng như chế độ ăn uống, các luyện tập sao cho đúng, chúng ta hãy comment phía dưới. Selena sẽ kiểm tra tất cả comment và sẽ trả lời với mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại!